Chúng ta học bài 31 là U đi Cồi Hà Ngân là quê hương chúng ta hoặc quê hương chúng tôi. Quê hương chúng tôi, Seoul vô ra so với Seoul. Không khí ga mà gây của không khí là không khí ấy. Cái không khí thì trong lành. Thì ở đây chúng ta có Seoul vô ra là so với Seoul. Nhá. Pota chứ không phải là Pota các bạn nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ học hội thoại số 1 đây ạ. Hôm nay chúng ta chủ đề về thời tiết và tô chê thức trông. Thức trông đây là đặc điểm của các thành phố. Trông. Đây ạ, các bạn sau này chúng ta sang bên Hàn Quốc tương tự như bạn này thôi ạ. Nhìn thấy tuyết lần đầu tiên thì các bạn sẽ rất là hứng thú đấy ạ. Đầu tiên là chúng ta có bạn Paru bạn nói ạ. Cholmi chi. Hoặc gần bố xeo. Cho nên bạn hãy nhìn ra bên ngoài đi. Chi gầm núi như ngoài hồ. Bây giờ tuyết đang rơi. Wow, xin kì hèo. Xin kì hèo thật tuyệt. Hoặc là lạ quá. Nhá. Tuyệt, xin kì hèo. Hoặc chúng ta có thể dịch là lạ thế. Oh. Paru xin nên luôn chờ âm phải không? Paru. Chờ âm là lần đầu tiên. Phải là xem, nhìn đúng không ạ? Luôn là tuyết ạ. Paru lần đầu tiên nhìn thấy tuyết à? Nè. Uri koi hangun. Uri koi hangun. Ilien nè nè. Thôi Ilien. Đây là một năm đấy ạ. Nhá. Ilien. Một năm. Nè nè là trong suốt ạ. Ilien nè nè là trong suốt một năm. Thôi thì quê của bạn Paru thì cả năm là nóng. Shibu iwa de to vào tháng 12. Jeju kioni isipto chungdo ra sơ. Là vì là vào tháng 12 cũng Jeju kion. Jeju kion ở đây là nhiệt độ thấp nhất. Đó, kion là nhiệt độ. Jeju là thấp nhất. Jeju kion là nhiệt độ thấp nhất đấy. Isipto chungdo ra sơ. Chungdo đây là khoảng. Nhá. Isipto là 20 độ. Ra sơ là vì là. Vì là tháng 12, nhiệt độ thấp nhất khoảng độ 20 độ. Pataka kha sơ. Pataka là bờ biển ạ. Bãi biển ạ. Kha sơ là đi đến bãi biển. Suyong to han su isseyo. Suyong là bơi. Suyong hata là bơi. Suyong to han su isseyo là cũng có thể đi tắm biển được cái này ạ. Cũng có thể đi bơi, đi ra bãi biển và bơi được. Trông mạnh nhớ. Thật à. Paru si cô hàng e. Yo heng ka go sip neo. Ờ, tôi muốn đi du lịch ở quê hương của bạn Paru quá. Kyo ne nen pi ga ma ni wa so sup heo. Kyo ne. Kyo ne là vào mùa đông ấy ạ. Pi ga ma ni wa so là mưa nhiều. Sup heo. Và ẩm ướt ạ. Yeoheungeun hademyeon nếu muốn đi du lịch. Yeoreume gaseyo bạn hãy đi vào mùa hè. Tức ở Hàn Quốc thì có bốn mùa, còn quê hương của bạn ấy thì không có bốn mùa đâu, chỉ có cả nóng cả năm luôn ạ. Kyoneun nopjiman. Kyo là nhiệt độ ấy ạ. Nop là cao. Chiman là nhưng. Kyoni nopjiman là nhiệt độ cao nhưng. Piga ochi anato nhưng là vì không có tuy nhiệt độ cao nhưng mà vì không có mưa nên yoheng kahaki choyo nó sẽ tốt cho việc đi du lịch. Đó, vì không mưa nên tốt cho việc đi du lịch. Thế các bạn đều đọc cái đoạn này rồi chứ ạ? Ê, anh thử thử đổi mạng cho xem đỡ giật không? Ô vẫn bị giật à? Giật. Hôm nay ở trung tâm mà vẫn giật á. Trung tâm anh nâng cấp lên sóng 5G hết chưa? Không biết, mình không biết. Dùng mạng từ ngày trước đến giờ. Để đổi nhé, để đổi đã.
Cả lớp cho mình một chút nhé, mọi người cứ đọc đi nhé. Tôi lấy điện thoại ra tôi kết nối qua mạng. Alo. Mọi người nghe thấy thầy giáo nói bình thường chưa? Rồi ạ. À rồi hả? Và bây giờ các bạn mời các bạn đọc cái phần bài này ạ. Mời Hà đọc trước nhé, Hà nhé. Chen Min Si, bà Tân Bố Seo. 지금 눈이 와요. 우와 신기해요. 바루 씨는 눈은 처음 봐요? 네. 우리 고향은 1년 내내 더워요. 12월에도 최저 기온이 20도 정도라서 바닷가에 가서 수영도 할 수 있어요. 정말요? 바루시 고항에 여행 가고 싶네요. 겨울에는 비가 많이 와서 습해요. 여행은 하려면 여름에 가세요. 기온은 높지만 비가 오지 않아서 여행하기 좋아요. 오케이. Okay. My Ngọc. Chân Minh Si, Park Geun Bo Seo, Jigeum Nuni, Wayo, Wa, Shin Ki Heo, Paru Sinan, Nunan, Cheum, Paio, Ne, Uri, Uriko, Yang Un,
in nhiên nè nè ta wai wai u tơ wai u tơ wai u tơ wai u tơ wai u cb one eight two chi chơ ki uni isip isip to chung to ra sơ patat ka kai ka sơ su jung to han su isel chung mano pasu parusi ko yang e yo yang ka ko sip neo kyo kyo ne kyo ne nen pika mani wa sơ sup sup heo yo yang en ha dia mien yo ru yo ru mi ka seo kyo nin kyo nen nop nop chi nop chi man pika o chi an anna anna sơ yo hang ka ki chua yo yo hang ha ki ka chua yo hang ha ki chua chua yo hang ha ki chua yo. Ok, tiếp theo mời bạn Trang nè. 천민 씨 바꾼 보세요. 지금 눈이 와요. 와 진기예요. 진기예요. 바루시는 눈은 처음 와요. 네. 우리 고향은 인년 내내 또 와요. 11월에도 최초기 오니 10시 20도 정도라서 바닷가에 가서 수영도 할 수 있어요. 정말요? 바루시 고향에 여행 가고 싶네요. 겨울에는 비가 많이 와서 습해요. 여행은 하려면 여름에 세요. 기온이 높지만 비가 오지 않아서 여행하기 좋아요. 오케이, 마이 마이 히오. 최민 씨, 밖은 보세요. 지금 눈이 와요. 와, 신기해요. 바로 씨는 눈은 처음 봐요? 네, 우리 고향은 2년 내내 더워요. 12월에도 최저 기온이 20도 정도 나서 바닷가에 가서 수영도 할 수 있어요. 정말요? 바로 시 고향에 여행 가고 싶네요. 겨울에는 비가 많이 와서 습해요. 여행은 하려면 여름에 가세요. 겨울은 높지만 비가 오지 않아서 여행하기 좋아요. 오케이. 이제 좀 듣게 해야 할 말이야. 31과 우리 고향은 서울보다 공기가 맑아요. 대화 1. 철민 씨, 밖을 보세요. 지금 눈이 와요. 우와, 신기해요. 바루 씨는 눈을 처음 봐요? 네, 우리 고향은 1년 내내 더워요. 12월에도
최저 기온이 20도 정도라서 바닷가에 가서 수영도 할 수 있어요. 정말요? 바루 씨 고향에 여행 가고 싶네요. 겨울에는 비가 많이 와서 습해요. 여행을 하려면 여름에 가세요. 기온은 높지만 비가 오지 않아서 여행하기 좋아요. 31과 우리 고향은 서울보다 공기가 맑아요. 대화 1. 철민 씨, 밖을 보세요. 지금 눈이 와요. 우와, 신기해요. 바루 씨는 눈을 처음 봐요? 네, 우리 고향은 1년 내내 더워요. 12월에도 최저 기온이 20도 정도라서 바닷가에 가서 수영도 할 수 있어요. 정말요? 바루 씨 고향에 여행 가고 싶네요. 겨울에는 비가 많이 와서 습해요. 여행을 하려면 여름에 가세요. 기온은 높지만 비가 오지 않아서 여행하기 좋아요. 오케이, bây giờ chúng ta sẽ một bạn đóng vai là Paru, một bạn đóng vai là Chân Min nhé. Chân Min. Đó, bạn Trang với bạn Hà đóng vai đi. Trang đóng vai Paru và Hà đóng vai là Chân Min. Chân Min 씨, 밖은 보세요. 지금 눈이 와요. 와, 신기해요. 파루 씨는 눈은 처음 봐요? 네, 우리 고향은 1년 내내 더워요. 11월에도 최... Cái này là gì ạ? Cái mà thầy giáo đang gạch đỏ này. Tơ quay ồ. Sao đọc là tơ quay ồ? Tơ quay ồ. Tơ quay ồ. Ok. Tơ quay ồ. Tơ quay ồ. Sibirui e to cho chue choki oni isipto chomtorasu batat kae kaso su yong to hansu isayo. 네. 정말요? 바루 씨 고향에 여행 가고 싶네요. 겨울에는 비가 많이 와서 습해요. 여행은 하려면 여름에 가세요. 기온이 높지만 비가 오지 않아서 여행하기 좋아요. Ok, bây giờ mời bạn Hiếu với bạn Ngọc đóng vai ạ. Bạn Hiếu đóng vai là Paru nhé, cho Ngọc đóng vai là Chân Minh nhé. Chân Minh xì, bác cưng bơ xeo, chì hương nô ni hoa yô. Ua, xin kì hèo. Paru xì lên, nô lên, chơ, nô lên chơ, bài ô. Nè, hù đi coi anh ngừng. 2년 내내 더워요. 12월에도 최적 기온이 20도 정도라서 바닷가에 가서 수영도 할 수 있어요. 정만호, 바루시 고향에 여행 가고 싶네요. 겨울에는 비가 많이 와서 습해요. 여행은 하려면 여름에 가세요. 겨울은 높지만 비가 오지 않아서 여행하기 좋아요. 네. 오케이.
Ở trong phần này chúng ta có một mấy từ vựng là shinkihara, ngạc nhiên, shinkiheo, inienene là trong cả năm, và pataka đây là bãi biển. Bài này chúng ta hiểu hết nội dung của bài chưa? Đây ạ, chuechokion là nhiệt độ thấp nhất, còn chuekokion sẽ là nhiệt độ cao nhất. Nha. Bởi vì bạn này, cái tơ oyo này chúng ta, tôi thấy các bạn nói nhầm rất là nhiều đấy. Bây giờ vẫn cái câu này ạ, uri koi hangen ilien ne ne tơ oyo, mỗi người đọc giúp tôi một lần nhé. Mời Ngọc đọc. Indian nghe nghe. Thơ ơi. Thơ ơi. Mời Trang. Uri cô hiên ơn. In nè nè. Thơ ơi. Cái gì? In liên nè nè. In liên nè nè. Thơ ơi. Thơ ơi. Mời Hà. Uri cô hàng ơn. In liên nè nè. Thơ ơi. In liên nè nè. Thơ ơi. Mày Hiếu ạ. Uri koyangun inien nene to wo yo. Và tiếp theo chúng ta có câu thầy giáo đóng mặt là cái câu dưới cùng. Kioni nopchiman piga ochi anatho. Yoyanghagi choyo. Đấy, các bạn đọc thành như thế giúp tôi ạ. Mày Ngọc trước ạ. Kioni nộp chi man pika ochi anna sơ dơ heng ha ki chua o. Nào các bạn nhé, dơ heng ha ki chua o. 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 Pika ochi anna sơ. Pika ochi an ha sơ an ha sơ an ha hai nà. Pika ochi an ha sơ. 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 Yoyang haki jowayo. Yoyang haki jowayo. Kioni nopchiman. Kion. Kionen. Kionen. Xin lỗi. Kionen nopchiman. Kionen nopchiman. Kionen nopchiman. Nói đi, nói lại đi ạ. Kionen nopchiman. Pika ochi anaso. Pika ochi anaso. Yoyanghaki jowayo. Yoyanghaki jowayo. Bây giờ đọc cả câu từ đầu đến cuối nè, Ngọc ơi. Kionen nap Kionen nopchiman pika ochi anaso je hang haki chuao. Ok. Nào tiếp theo mời Trang đọc câu cuối ạ. Kionen nopchiman pika ochi anaso je hang haki chuao. Ok, mời Hà. Kionen nopchiman pika ochi anaso yohen haki chuayo. Rồi, mời Hiếu ạ. Kionen nopchiman pika ochi anaso yohen haki chuayo. Ok. Tiếp theo chúng ta, hôm nay chúng ta sẽ học từ vựng về phần nanshi là thời tiết. Từ vựng số 1, ovi il, nanshi. Đầu tiên là kion là nhiệt độ đấy ạ. À. Kion. Dương sang. Dương là dương đấy ạ. À. Dương sang là... Dương đây là không độ ạ. À. Không độ. Đấy. Sang là bên trên không độ. Bên trên không độ này gọi là dương sang. Còn dương ha là dương là không. Cho nên là dương ha là hạ dưới không độ. Nhớ. Ví dụ như âm 5 độ chẳng hạn. Sẽ là... Dương ha ô tô. Âm là dưới không mà. Dưới không 5 độ đó là dương ha ô tô. Được ạ. Tiếp theo súp tô. Súp tô đây là độ ẩm ạ. Súp tô.
Ví dụ trời mưa nhiều thì chúng ta là độ ẩm cao đấy. Tiếp theo chúng ta có trời khô kion là nhiệt độ cao nhất. Ví dụ ở đây chúng ta nhìn vào bức hình 29 độ là nhiệt độ cao nhất trong ngày thì chúng ta gọi đó là trời khô kion. Và tiếp theo chúng ta có trời chơ kion đây là nhiệt độ thấp nhất. Và trong bài chúng ta đã gặp rồi ạ. Kioni nokta là nhiệt độ cao. Kioni natta nhiệt độ thấp. Kioni ollakata. Ollakata các bạn còn nhớ là gì không ạ? Ollakata là gì ạ? Ở bài số 12 đi lên đi xuống đi vào đi ra đúng không? Đây là đi lên đấy, tức là nhiệt độ tăng. Dịch theo nghĩa gọi là word by word đó là nhiệt độ đi lên nhá. Còn đây là nhiệt độ đi xuống, nhiệt độ giảm nhá. Tiếp theo chúng ta có spara. Spara là ẩm ướt, mưa nhiều thì ẩm ướt, lợt nhạt đấy. Cơn chua là khô, cơn chua là nhá. Và bây giờ chúng ta thầy giáo mời các bạn là mỗi người đọc một lượt ở cái phần từ vựng này. Và bây giờ các bạn không ai trong phòng, các bạn tự nhiên đi làm gì với trở gọi thế? Mời Hà đọc ạ. Kion dân sang dân hà sức tổ treo kion treo kion kioni nokta kioni natta kioni olakata kioni neryakata sức hata cơn cho hata. Không phải là sức hata đâu em ơi, sức thì đi với họ đọc thành sức hata. Spada. Vâng ạ. Spada. Ok. Mời Trang nè. Kì ôn, dân sang, dân hà, sức tô, chê cô, kì ôn, chê chơ kì ôn, ôn, kì ôn ni nộp tà, kì ôn ni nạp tà, kì ôn ni ôn na ca tà, kì ôn ni Nedia kata, spada, control hata. Ok. Mời bạn Ngọc đọc lại. Yon, dương sang, dương hà, sức tô, chơi cô kia ôn, chơi chơi kia ôn, chơi kionin nata kionin onakata kionin neryakata sup fata chonjo hata rồi mời Hiếu ạ. Kion dân sang dân hà tổ chơi cô kion chơi chơi kion kioni nota kioni nata kioni olakata kioni neryakata hata Cơn chua hạt à. Ok. Và bây giờ chúng ta xem cái chiman ạ. Chiman đây là nhưng nhá, các bạn nhá. Chiman là nhưng, cho nên là đằng trước nó động tính từ ấy. Động tính từ chỉ cần phải bỏ chữ ta đi thôi và ghép với chiman nhá, thì cái này chúng ta dịch là tuy nhưng ấy, tuy
tuy cái động tính từ đó nhưng cái gì đó ở đằng sau, nhưng đằng sau này nhá. Cứ mà dịch cái ngữ pháp này như là ngữ pháp tuy nhưng thôi ạ. Nhá. Ví dụ ạ. Tuy nhiệt độ tăng nhưng trời nhưng không nóng thì nói như nào, các bạn có biết không? Hay tuy nhiệt độ cao nhưng mà ẩm ướt. Kyoni no chiman suppel. Đây ạ. Kyoni Olaka mà thì đó quanh đấy Olaka này các bạn ơi. Kyoni Olakachiman. Olakachiman thì việc của chúng ta thôi nhá. Olakachiman. Olakachiman. Suppel, đúng rồi. Tuy cái gì đó nhưng cái gì đó, không phải vì cái gì đó nên cái gì đó đều ok, chúng ta cứ nối vào là được. Cho nên đây là một cụm được chưa ạ? Những hợp những nghĩa là được. Ok, chúng ta lấy mỗi người một ví dụ thêm nữa ạ. Bây giờ chúng ta mỗi người lấy một ví dụ giúp thầy giáo này. Sử dụng chiman. Tự nghĩ ra. Pika Ochiman Siwon Heo. Pika Ochiman Siwon Heo. Nghe hợp lý không ạ? À. Tuy mưa nhưng mát, hay là vì mưa nên mát? Tuy và nhưng nhá em nhá. À đâu rồi? Vâng ạ. Thì nếu mà Pika Ochiman Toyo. Toyo, ok. Bởi vì bình thường ấy, mưa thì nó mát rồi, nhưng bây giờ mưa nhưng mà không mát thì chúng ta cái câu nói nó mới hợp lý ạ. Ok, ok. À, mời các bạn khác ạ. Mời Hiếu nè. Mom apachiman in inhale. Nhưng nó lại ăn. Mom apachiman. Sao? Apa, mom apachiman. No, apuda. Còn có chia a ơ đâu mà thành apa. Mom apachiman. Mom apachiman. Thế sai cắt sợi. Ok. Tuy là ốm nhưng mà em vẫn đi làm, đã đi làm về rồi. Ok. À, bạn Trang, ví dụ là option yepu chiman pika pisayo. Ốt gì ạ? Option yepu chiman pisayo. Thế thì em phải bảo là em phải dùng là oxy. Bởi vì đây là chủ ngữ chứ em không dùng osu. Oshi đây chủ thể thì dùng ika hoặc unnen hoặc là osun nhá. Osu không được. Okay. Tuy là áo đẹp nhưng mà đắt, đúng không ạ? Ngọc. Hoặc lấy ví dụ nào.
Kioni Nerika Chiman. Ta rất hiểu. Ta rất hiểu. Ulakachiman, rất hiểu. Tuy nhiệt độ lên cao nhưng mà ấm ướt. Tuy nhiệt độ lên cao ấm ướt. Tuy nhiệt độ lên cao giảm. nhưng mà nó lại khô, nghe thì nó hợp lý hơn. Nhiệt độ giảm nhưng mà ấm áp à? Nhiệt độ giảm nhưng lại ấm áp à? Ta tiếp theo. Ok. À, chúng ta bây giờ dịch giúp tôi mấy câu dưới này ạ. Surushi koyange irum. À, yorum nanshinen oteo. Nghĩa là gì ạ? Surushi koyange yorumun. Yorum nanshinen oteo. Thời tiết vào mùa hè của quê hương của bạn Suru như thế nào? Đúng không ạ? 30도까지 기온이 올라가지만 습도가 낮아서 많이 덥지 않나요? Câu này đố các bạn nào gì kiểu? Nhiệt độ lên đến 30 độ. Nhưng nên không nóng. Độ lên đến 30 độ nhưng lại ấm ướt. Nhiệt độ lên đến 30 độ nhưng độ ẩm thấp. Nên không nóng à? Thế nào em? Độ ẩm cao không nóng lên nữa. Đến 30 độ nhưng độ ẩm thấp nên không nóng ạ. Đây nhá, thầy giáo bổ sung của Hà thêm mấy cái như này thôi. Hà dịch đúng đến 99% rồi. Thầy giáo thêm mấy cái này. Ở đây chúng ta có nhưng. Và đây chúng ta có ao sơ, đây là vì. Thế bây giờ Hà dịch lại dựa trên thêm hai cái đấy này. Tuy đúng không? Tuy nhiệt độ lên cao đến 30 độ nhưng vì độ ẩm thấp nên không nóng nhiều. Đấy là chúng ta dịch câu hoàn chỉnh nó là như vậy. Các bạn chia ra đây, đến Chiman là một đoạn, Aosu một đoạn. Đấy. Mà ni tấp chi ản này không nóng nhiều. Không nóng lắm. Súp tô ga ná ra sơ. Là vì độ ẩm thấp. Sam súp tô ca chi là đến 30 độ. Kyo ni ổn la ca chi man. Tuy nhiệt độ lên cao đến 30 độ nhưng vì độ ẩm thấp đến không nóng nhiều. Chúng ta lưu ý. Nghe vô lý nhỉ? Cái gì?
Độ ẩm thấp thì em ơi, độ độ ẩm ẩm thấp hơi nó mới, độ ẩm thấp nó mới không nóng. Độ ẩm thấp là khô hanh này. Đúng rồi. Khô hanh thì không nóng. Khô hanh không nóng. Khô hanh thì nó toát được mồ hôi ra thì nó không nóng. Khô hanh thì lấy đâu ra toát mồ hôi. Khô hanh thì đâu toát mồ hôi. Nhiệt độ cao nhá. Mồ hôi trong cơ thể nó toát ra được, mà không khí nó khô ấy thì nó mồ hôi nó toát ra được, nó bốc hơi lên thì nó mới cảm thấy đỡ nóng. Mà nhiệt độ cao ấy, mồ hôi trong cơ thể nó toát ra nhưng mà do độ ẩm không khí cao ấy, mồ hôi nó không bay hơi được, mới cảm giác mà nhớt nhát nóng. Đúng rồi, và Hiếu giải thích đây chuẩn rồi. Bởi vì chúng ta cứ hình dung mùa hè ấy, mùa hè Việt Nam hôm nào trời oi ấy, Việt Nam như là cái nồi cách thủy luôn ấy, đúng không? Hấp cách thủy. Độ ẩm thì cao, mặt trời thì nóng chiếu vào cứ như trong nồi hấp cách thủy ấy. Mùa đông cái các bạn thấy da khô ngay đúng không? Có thể đứng phơi nắng thì các bạn thấy ánh nắng trực tiếp chiếu vào thì hơi nóng, nhưng các bạn vào trong nhà cái lại thấy mát ngay. Độ ẩm nó liên quan đến như vậy. Còn cái điều hòa của chúng ta nó làm mát nhưng mà thực tế nó có một chế độ đó là hút ẩm đấy. Hút ẩm thì nó cũng làm khô không khí, nó có cảm giác mát đấy. Cho nên các bạn thấy khi trong phòng mà chạy điều hòa mùa hè nước chảy ra rất nhiều. Nếu mà các bạn bật điều hòa liên tục một ngày chắc là nó phải được đến một cái bình chanh nước to. Cái bình nước mà chúng ta mua 10.000 một thùng ấy. À, chúng ta tiếp tục là câu ví dụ số 2 này. Indikasi koyangun soul hago pisteo. Pisteo là tương đồng. Có tương đồng không? Soul hago và Seoul này, quê hương của bạn Indiga có tương đồng với Seoul không? Anio. Seoul은 사람이 많지만 우리 고향은 사람이 별로 없어요. 별로 là không lắm. 별로 없어요 là không nhiều người lắm. Thì là Anio. Seoul은 사람이 많지만 tuy là Seoul thì đông người, nhiều người, nhưng quê hương của chúng tôi thì không có nhiều người, tức là ít người thôi, quá dân số ít đấy. 오늘 또 일해요. Hôm nay cũng làm việc chứ? Bạn Trang đọc và dịch câu cuối cùng này cho thầy giáo ấy. 네, 오늘 또 일인 해요. 네, 오늘은 쉬는 날씨지만 일이 많아서 회사에 나왔어요. 응? 이게 뭐지, 엠 ơi? 나왔어요. Hôm nay làm việc. À. Vâng. Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng việc nhiều nên phải đến công ty. Hôm nay bạn cũng đi làm à? Vâng, hôm nay tuy là ngày nghỉ, 쉬는 날 là ngày nghỉ, nhưng bạn 쉬는 날. Tuy là ngày nghỉ, nhưng 일이 많아서 vì nhiều việc. Đây là lý do vì nhiều việc. 회사에 나왔어요. Nên tôi đã đến công ty. Ok. Ở đây chúng ta có mấy cái như này ạ. Cái câu cuối cùng này mỗi bạn đọc giúp tôi một lượt nhé các bạn nhé. 오늘은 쉬는 날이지만 일이 많아서 회사에 나왔어요. Nào mời bạn Hiếu đọc đầu tiên này. 오늘은 쉬는 날이 쉬는 날이
오늘은 쉬는 날이지만 일이 많아서 회사에 나왔어요. 네, 만나하. 오늘은 쉬는 날이지만 일이 많아서 회사에 나왔어요. 네, 짱. 오늘은 쉬는 날이지만 일이 많아서 회사에 나왔어요. 네, 마영. 오늘은 쉬는 날이지만 일이 많아서 회사에 나왔어요. 네, 오케이. 그 tiếp theo chúng ta sang phần luyện tập đây ạ. Phần luyện tập này chúng ta hãy nối ạ. 그림은 보고 알 맛은 말을 엿긴 하세요. Là các bạn hãy nối cái lời nói phù hợp sau khi chúng ta nhìn bức tranh. Đây ạ. Có mấy từ rồi ạ? 5 từ rồi. Đây ạ. Số 1 nó đánh dấu ở số 1 nối với gì ạ? Chơi cô kỳ ổn. Nói với cái gì các bạn? Mạnh dạn đi, nói câu. Chơi cô kỳ ổn. Đây, chơi cô kỳ ổn đây. Chơi cô kỳ ổn. Số 2 ạ. Sức tổ. Rồi. Số 3. Chơi chơi kỳ ổn. Số 4 ạ. Dương Hà. Số 0 nó ở trên này rồi thì bên dưới nó phải là gì ạ? Dương Hà đúng không? Còn trên số 0 là Dương Sang. Đấy. Các bạn thì cần nhớ từ vựng là được. Bài số 2, các bạn nhìn vào bức tranh và chúng ta sử dụng Chiman để hoàn thành hội thoại. Các bạn căn cứ vào trên cái gợi ý ở bên trên ở bên dưới bức tranh này. Hangugeun gyeoneodo sukpeo. Ai làm được câu số 1 này? Số 11 này, mùa hè thì làm sao? Mùa hè đây này. Mùa hè thì cái gì đó, nhưng mùa đông thì cái gì? Các bạn nào làm cho tôi câu số 1 được không? Gợi ý như vậy rồi. À, 여름에는 습하지만 겨울에는 건조해요. đúng rồi, ok, đúng rồi. 습하지만 겨울에는 건조해요. Ok. Câu số 2. Trang làm câu số 2 nhé. Tuan si Goyang Nancy는 어때요? 낮에는 기온이 높지만 밤에는 기온이 내려가요.
다음에는 내려가요. 오케이. 낮에는 기온이 높지만 밤에는 내려가요. 오케이. À, Ngọc với bạn Hiếu đọc lại câu số 1 của bạn Hà bên trên nhé. Ngọc đọc lại câu số 2 của bạn Trang bên dưới nhé. Anh có tin cho Neto sức khỏe anh yêu rơm nhớ đơm mê nên 습하지만 그런데는 아 천코 아 컨트롤해요. 방학고소한 낮에는 기온이 높지만 밤에는 기온이 Ok. Ok, chúng ta sang trang số 2, sang phần sau luôn. Đó là đây là đi taxi này. Taxi. Ở đây đồ đoạn nói chuyện trong taxi này các bạn nhé. Oseo, xin mời vào. Oseo, taxi Kisa đây là lái xe taxi đấy, tài xế taxi đấy. Và bạn Khan, lái xe taxi và Khan, yeah. Lái xe taxi mời vào. Oseo, Sinlimdong으로 가주세요. Cho tôi đến Sinlimdong. À, Sinlim, xin lỗi các bạn, Sinlim. Sinlim으로 가주세요. 택시 네 알겠습니다. 그런데 어디에서 오셨어요? Bạn đã đến từ đâu vậy? Bạn đã đến từ đâu? Thế nhưng bạn đã đến từ đâu? Cambodia에서 왔어요. Cambodia đây là Campuchia. Nhá. Tôi đến từ Campuchia. Ờ? Cambodia예요? 저도 한번 여행은 가봤는데 정말 좋았어요. Tôi đã thử đi một lần và thật sự là rất là thích. Thật là tuyệt vời. Không khí tôi mãi cô. Không khí tôi mãi cô. Không khí là không khí. Mát ta là trong lành. Cô là và. Không khí tôi mãi cô. Chi cơ lớp chi ăn cô yếu. Và không ổn nào. Không khí trong lành và không ổn nào. Nè. Uri cô hàng ngân. Sa Seoul bồ ta. In cô ca. Chợ cô. Chơi giống hiểu. 우리 고향은 서울보다 so với Seoul의 quê hương của chúng tôi ấy, so với Seoul. Incu là dân số, tô là cũng dân số. Nhưng các bạn mạng lại chập chờn quá. Các bạn nghe được chưa? Rồi ạ. Vâng, vừa xong mạng nó bị treo một chút, các bạn thông cảm nhé. Ở đây tôi dịch lần tiếp câu cuối ạ. Để uri cô hàng ngân Seoul bota in guga chok cô. Chok là ít ạ. Chok cô. Chô yong heo là yên tĩnh hoặc là im lặng nhé. Yên tĩnh hoặc là im lặng. Thì là quê hương chúng tôi so với Seoul thì dân số thì ít hơn và yên tĩnh hơn. 그래서 처음 서울에 왔을 때는 cho nên là khi mà lần đầu đến Seoul ấy 사람이
너무 많아서 깜짝 놀랐어요. 어, 사람이 너무 많아서 깜짝 놀랐어요. Thì vì như vậy nên lần đầu tiên đến Seoul ấy, khi mà đến Seoul ấy thì vì là thấy vì là quá nhiều người nên là cảm giác nó lắc xoay là rất là ngạc nhiên. Tôi rất là ngạc nhiên đấy. Đấy, rất ngạc nhiên. Cảm giác nó lắc xoay. Nhá. Ok. À, bây giờ chúng ta nghe một lần cái phần bài hội thoại này. Sau đó chúng ta đọc sau. 대화 2. 어서 오세요. 신도림으로 가주세요. 네, 알겠습니다. 그런데 어디에서 오셨어요? 캄보디아에서 왔어요. 아, 캄보디아요? 저도 한번 여행을 가봤는데 정말 좋았어요. 공기도 맑고 시끄럽지 않고요. 네, 우리 고향은 서울보다 인구도 적고 조용해요. 그래서 처음 서울에 왔을 때는 사람이 너무 많아서 깜짝 놀랐어요. 대화 2. 어서 오세요. 신도림으로 가주세요. 네, 알겠습니다. 그런데 어디에서 오셨어요? 캄보디아에서 왔어요. 아, 캄보디아요? 저도 한번 여행을 가봤는데 정말 좋았어요. 공기도 맑고 시끄럽지 않고요. 네, 우리 고향은 서울보다 인구도 적고 조용해요. 그래서 처음 서울에 왔을 때는 사람이 너무 많아서 깜짝 놀랐어요. Ok, bây giờ thầy giáo mời từng người một đọc nhá. Mời Trang đọc trước nha Trang nhá. 네. 어서 오세요. 신도림으로 가 주세요. 네, 알겠습니다. 그런데 어디에서 오셨어요? 캄보디아에서 왔어요. 아, 캄보디아요? 저도 한번 여행은 가봤는데 정말 좋았어요. 공기도 많고 시끄럽지 않고요. 네, 우리 고향은 서울보다 인구도 적도 조용해요. 그래서 처음 서울에 왔을 때는 사람이 너무 많아서 깜짝 놀랐어요. 깜짝 놀랐어요. 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 네. 오케이. 아, 마이어 항. 어서 오세요. 신도림으로 가주세요. 네, 알겠습니다. 그런데 어디에서 오셨어요? 캄보디아에서 왔어요. 아, 캄보디아요? 저도 한번 여행은 가봤는데 정말 좋았어요. 공기도 맑고 시끄럽지 않고요. 네, 우리 고향은 서울보다 인구도 적고 소형해요. 그래서 처음 서울에 왔을 때는 사람이 너무 많아서 깜짝 놀랐어요. 어, 하, đọc lại cho thầy giáo câu này. Ừ. 우리 고향은 서울보다 인구도
Chắc cô cho dòng hiệu. Ok, cô hẹn em nhé, cô hẹn. Cô hẹn. Cô hẹn. Kia, chứ không phải A, nhé. Không phải cô hẹn. Cô hẹn. Mừng. Cô hẹn. Cô hẹn ơn. Cô hẹn ơn. Sơ ôn bô ta. Im gu tô chắc cô cho dòng hiệu. Nè, ok. À, tiếp theo mời bạn Hiếu ạ. Sơ sơ xin tori mư xin tori mư rô ca chú sơ sơ nè ăn kết xin mì đà cơn tê ơ tiê sơ ơ sơ 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 Campuria sơ vá sơ sơ à Campuria ấy à Campuria ơ chú tô hàn bơn dơ hàng ngừng ca vát nên tê chương man chưa sao không khí to macro si crop chi an coyo ne uri ko hangun son bota in kuto chukko choyong heo grasser term sune watson a watson tenen salami nemu mà na sơ cam chắc nó lát sơ yo nè cam chắc nó lát sơ yo ok mời bạn Ngọc ạ. Mời Ngọc sơ ô sơ ô xin tô rưm xin xin tô rưm ư rô ca chú sơ ô nè ăn kết sân nita cửm tê ơ tì ê sơ ô sớt 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 Camputi a e sơ wát sớt a Camputi a o chơ tu hàn pơn dơ hè ngân ca bát nân tê chơng man chô chô hát sớt công kỳ tô man ko si si ku rup chi si ko rup chi an ko an an ko an ko si ko rup chi an ko yo chi ne uri ko yangun chou un po ta in ko to chako cho dòng hiệu cứ cứ rớt cứ cứ rê cứ rê sơ chơm sơ un sơ u sơ u rê quát sân thè nân sơ ra mi nơ mu mãn na sơ cam chắc nôn nôn nát sầu cam chắc nôn nát sầu ok và bây giờ chúng ta sẽ đóng vai nhé bây giờ bạn Trang đóng vai là tài xế taxi còn bạn và bạn Trang tài xế taxi này bạn Hiếu làm Khan nhé sau đó Hà làm tài xế taxi và Ngọc làm Khan nhé Trang làm trước Nè. Ôsơ ôsơ. Bạn Hiếu đâu rồi? Quên, đọc, tắt mic mình cứ ngồi đọc. Shitorimuro kachuseo. Nè, anh kết xung mì ta, kuren te ơ tì ế sơ ô sớt sơ yo. Campuria ế sơ ô sơ yo. À, Campuria. Cambodia yo. Chờ to han bơn dơ hang un. Ka bát nâng tê chong mai. Chờ át sở yo. Công kỳ tô mang cô si cư rớp chi án cơ yo. Nè, uri cơ hang un. Sơ un bô ta. In cú tô. Chờ cô. Chô dông heo.
Grasser, Chum, Sone, Watson, Tenen, Salami, Nemu, Manasseh. Kamchat, the last sale. Đê, ok. Bây giờ mời Hà làm tài xế taxi và mời Ngọc làm khăn. Số xeo. Xin tôi đi euro ca chú xeo. Đê, anh kết xin mì ta. Cường tê ở tìa sơ ô sơ sơ yó. Campotia, Campotia e sơ. What sơ yó. Campodia, Campodia, yo. Chợt, hắn bên yêu hèn nâng cao bát nâng tay, chung man, chuát soyo. Kung ghi đô, mango, si gu, lớp chi, an goyo. Ne, orico, yang, yang, un, sơ u, sơ un, pota, in kuto, chako, cho dung heo, krem, sơ. Grace, Grace, Chum, So, So, Re, What, Watson, Thelen, Serami, Nemu, Manasse, Kamchak, Nonasse. Đấy, ok. Bây giờ chúng ta sẽ vào từ vựng phần số 2, Tosie, Thức Sông. Đây là đặc điểm của các thành phố. Các bạn lưu ý như này. Inkuka bán thà đây là dân số đông, đông dân đấy ạ. À, dân số đông. Inkuka chốc tà là dân số ít, ít người, đông người đấy ạ. Phúc chắp hà tà đông đúc, phức tạp. Han chốc hà tà là yên bình, hoặc là bình yên. Đấy. Cùng quê thì rất là bình yên, còn ở cùng đô thị thì rất là phục chấp hà tà. Tiếp theo, kêu thông y phiên ly hà tà. Kêu thông là giao thông, phiên ly hà tà là thuận tiện. Ở thành phố thì giao thông thuận tiện rồi. Ở nông thôn thì sao ạ? Kêu thông y phun chuyên hà tà là không thuận tiện. Ở thành phố đương nhiên là xí cơ đốc tà, ồn ào. Nông thôn thì chối ông hà tà, yên tĩnh. Nông thôn thì cung ca mặt tà, không khí trong lành. Du viên hà tà ở thành phố có những địa điểm du viên hà tà. Chin chơ hà tà thì con người ở đâu cũng có chin chơ hà tà. Ok, bây giờ chúng ta những cái này chúng ta ghép với toàn bộ đuôi yo vào giúp thầy giáo nha, được không ạ? Các bạn ơi. Được ạ. Vâng, được, không được, bảo không được. Thầy giáo hỏi các bạn trả lời giúp tôi cái. Đầu tiên là bạn Hà làm 4 cái chữ dòng tiên cùng này. Em ghép với đuôi yo ở tất cả những cái từ vựng này ạ. Inguka manayo. Inguka chokoyo. Bokshapeyo. Han. Han chok heo. Ok. Thế bây giờ như này nhá, Hà nhá. Bây giờ mình thêm là tuy dân số đông nhưng thì sẽ nói như nào? Tuy dân số đông. Imboga man chi man. Đúng rồi. Tiếp theo, tuy dân số ít. Inguka chok chi man. Tuy là đông đúc. Bok chap hama ha chi man. Han chok ha chi man. Đúng rồi. Tiếp theo là han chok ha chi man. Rồi. Thêm nữa, vì Chima là nhưng rồi đúng không? Thế vì là gì em còn nhớ không ạ? A sơ ơ sơ. A ơ sơ hoặc Mika. Nhá. Ư Nika.
hoặc also được, also đi. Also là vì, động tính từ đi với also. Thế vì dân số đông thì nói như nào? Inguka manaso. Inguka manaso rồi. Tiếp theo dân số ít, vì dân số ít. Inguka cơ sở đúng rồi, vì đông đúc. Bốc chắp ha sơ. Bốc chắp he sơ. À, bốc chắp he sơ. Đúng rồi, bốc chắp he sơ. Tiếp theo yên bình, vì yên bình. À, han chắp he sơ. Rồi, ok. Tiếp theo mời bạn Trang làm dòng số 2. Bạn Trang ơi. À. Đầu tiên là Trang chuyển tất cả này thành đuôi yo giúp thầy giáo trước đã. Kyo thongi hien ni heo. Ok. Kyo thongi bun phiên heo. Siku rubber yo. Cái sai. Pờ sẽ biến thành u em ơi. Khi đọc nguyên âm pờ biến thành u. Thì là Shikuro Wayo. Wayo. Shikuro Wayo. Shikuro Wayo. Okay. Choyong Heo. Ok, bây giờ tuy giao thông thuận tiện nhưng nhưng thì sao ạ? Tuy giao thông thuận tiện nhưng thì sao ạ? Thì nói như nào ạ? Giao thông y phiên ni he chi man. Ha chứ, cái này chi man là việc bỏ chữ tà thôi em nhá, đừng quên. Nè. Thế bây giờ không giao thông tuy giao thông không thuận tiện. Giao thông y bun phiên ha chi man. Đúng rồi. Tuy ồn ào. Sikurup chi man. Ok, sikurup chi man đúng rồi, bỏ chữ tà thì thôi ạ. Tuy yên tĩnh. Choyong Hachiman. À, Choyong Hachiman. Thế bây giờ, also vì. Vì giao thông thuận tiện. Nói như nào? Giao thông y phiên ni hay sơ. Đúng rồi, phiên ni hay sơ. Rồi. Vì giao thông không thuận tiện. Giao thông y bùn phiên hay sơ. Bùn phiên hay sơ. Rồi. Vì ồn ào. Sikuro way sir wo đây không có yo nữa mà sẽ là sir wo sir sikuro wo sir. Tiếp theo là yên tĩnh, vì yên tĩnh. Choyong he sir. Thế bây giờ Trang nói thêm câu này nhé. Vì yên tĩnh nên tôi không thích. Nói như nào? Choyong he sơ. Choyong he sơ. Ok. À, Choyong he sơ. Tôi không thích. Không thích. À. Anh cho ai uống? Anh cho ai uống? Anh cho ai? Hoặc là ăn chua heo. Chua heo nó thích mà. Ăn chua heo nó không thích. Chua. Đúng rồi. Ok. Bây giờ mời bạn Hiếu ạ. Ba từ cuối cùng. Mời bạn Hiếu ạ. Không kì ca. Má cài ồ. Má cài ồ bạn ơi. Má cài ồ. Cài ồ. Không đọc là má cài ồ luôn ạ. M-A-R-G. Ayo thì cái này chữ cờ này đọc lên đây rồi thì chữ này không còn chữ cờ nữa ạ. À. Cờ lên đây rồi. Kayo. Đó, hiểu nhá. Không mà Kayo. Mãn Kayo. Không kỹ ca mãn Kayo. Yêu miên heo. Để. Chinh chân heo. Để. Thế bây giờ tuy không khí trong lành nhưng mà giao thông không thuận tiện. Nói như nào? Không khí cam mà. Không khí cam mà
Maximan. Maximan chứ sao lại mãi Maximan. Nhưng mà giao thông không đâu. Không khí ca Maximan. Kyo thông y phun phiên heo. Kyo thông y phun phiên heo, ok. Nổi tiếng nhưng mà ồn ào. Tuy nổi tiếng nhưng mà ồn ào, nói như nào? Yumiang Hachiman. Sikrup. Sikrup. Nếu mà đã cho nói là Sikrup rồi thì đừng nghĩ đến đuôi yo nữa mà hãy nghĩ đến đuôi sưng đi đà đi ạ. Sikrup sưng đi đà. Này, Sikrup sưng đi đà. Bởi vì đây động tính từ có phụ đáy đi với sưng đi đà. Đấy một dạng đuôi câu ạ. Nhá. Thế vì người thân thiện, vì thân thiện nên nổi tiếng thì nói như nào? Hay vì thân thiện nên tôi thích nói như nào? Vì người thân thiện nên tôi thích. Xin chân hết sơ. Chân nên cho heo. Xin chân hết sơ. Cho heo, đúng rồi. Xin chân hết sơ, cho heo. Xin chân hết sơ, cho heo. Ok, mà mời Ngọc, Ngọc đọc ba từ bên Ngọc đọc tất cả các từ ở đây ạ. Đọc thôi ạ. Ừ, đọc từ đầu đến cuối ạ. In cu cao manta. Manta. In ma. In cu cao manta. In kuka chok ta pun apuk pok pok chop hata pok chop hata han chap hata pok chap hata pok pok chap pok chap hata han chok hata kyo thong yi pien pien ni hata kia thông yêu pun pien hata si cư rớp ta cho dông hata công kỳ ca mát ta du miêng hata nè chin chơn hata. Ok. Thế bây giờ chuyển tất cả cái này thành đuôi yo thì Ngọc chuyển như thế nào ạ? In kuka mạn mạn nai o. In kuka mạn nai o. In kuka chơ cơ o. Bốc chạp hiểu. Han chức heo kia thông y biên ni heo kia thông y pun biên heo sikri weo cho dông heo công kỳ ca man kai o yu mieng heo chin chơn heo. Ok, được không nhá? Thì chúng ta có thể sử dụng chi man đấy, tuy là nổi tiếng nhưng mà ồn ào đấy, tuy giao thông không thuận tiện, tuy giao thông không thuận tiện nhưng lại yên bình đấy, tuy đông đúc nhưng mà lại gì ạ, giao thông thuận tiện đấy. Chúng ta có thể phối hợp như thế để chúng ta nói thành những câu dài ra. Các bạn hiểu chưa? Như bạn Trang, như bạn Hiếu, bạn Hà vừa nãy làm các ví dụ. Ở đây chúng ta có cái sự so sánh đó là quota. Quota này đứng sau một danh từ là so với cái đó nhá. So với cái n này hơn cái gì đó hơn tính từ. Thế thầy giáo viết như này thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn này, n ơn N-I-K N-I-K N-Bota tính từ
tức là cái N1 này so với cái N2 này thì cái gì đó tốt hơn, đẹp hơn hay xấu hơn ở cái tính chất này nha. À, các bạn hiểu không ạ các bạn ơi? Các bạn thầy, hiểu không ạ? Cô ta đứng sau cả danh từ 1 và danh từ 2 à? Không, bô ta, cứ bô ta đứng sau cái gì thì là so với cái đó. Cái danh từ 1 là danh từ đem đi so sánh. Còn danh từ 2 là danh từ so sánh. Nhá, thì à, so sánh cái nào hơn. Ví dụ như bây giờ này này. Thầy giáo so với Hà thì tóc ngắn hơn. Ai hiểu không? Vâng ạ, thầy làm một vài ví dụ đi ạ. Đây nhìn ví dụ trên này trước nhé. Xong thầy giáo lấy ví dụ thêm. Monica si quê hương, cái quê hương của Monica, Seoul bota khơi ơi. Thì quê hương của Hà so với Seoul to hơn không? Rộng hơn không? À nhiều không? Seoul bota chả cay không? Nhỏ hơn Seoul. 오늘 참 춥네요. Hôm nay lạnh thế nhỉ? 어제보다 기온이 내려갔어요. So với hôm qua nhiệt độ đã xuống. Được chưa? Các bạn mường tượng ra một chút chưa ạ? Bây giờ thầy giáo lấy ví dụ thêm nhá. Thầy giáo lấy ví dụ này. Chúng ta cứ chủ thể đi với IK hoặc UNN. À, ví dụ Xuân Giang Nim. Xuân Giang Nim. So với Hà chẳng hạn. À, thì cái gì ạ? Nặng hơn chẳng hạn. Bugo. 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 Bugo là nặng. Được chưa ạ? Bây giờ thầy giáo so với Hà, thầy giáo sẽ chủ thể tự danh này mi Hà cô ta, cứ so với cái gì thì sẽ có, sẽ cái đó đi với chữ cô ta chứ không phải cả hai đi với cô ta đâu nhá. Thế ạ, cứ so với cái gì thì cô ta nhá. Hoặc như này ạ, hoặc như này, Seoul so với Hà Nội, Seoul so với Hà Nội thì đông đúc hơn, thì nói như nào? Hay Thái Nguyên so với Hà Nội thì đông đúc hơn? Không phải, Hà Nội so với Thái Nguyên chứ? Các bạn hiểu chưa ạ? Các bạn hiểu rồi. Ai hiểu rồi đấy? Ai hiểu rồi để tôi còn hỏi. Em à, Hiếu hả? Hiếu hiểu rồi, Hiếu lấy một ví dụ nào. Ví dụ như cái câu thầy vừa lấy, Hà Nội Thái Nguyên Bô Tà Book Chapel. Hanoi ga hoặc là Hanoi nun. Đúng không? Các bạn xác định cái gì để đem đi so sánh nhá. Thì chúng ta bằng ika hoặc nun. Thái Nguyên Bồ Tát. Book Chapel. Thế bây giờ đổi lại. Nếu mà lấy Thái Nguyên so với Hà Nội thì sao ạ? Thì là Thái Nguyên đi Hà Nội Bô Tà. Bô Tà không phải Bô Tà. Bô Tà.
Làm sao ạ? Thái Nguyên so với Hà Nội thì sao ạ? Inkuka Chukoyo. Inkuka Chukoyo. So với Hà Nội thì dân số ít hơn. Ok. Chúng ta bạn hiểu là hiểu rồi đấy. Chúng ta lật đi lật lại như thế là ok đấy. Bây giờ các bạn khác ạ. Bạn Trang có hiểu không Trang? Thế so với thầy giáo thì em có gì hơn hay kém? Sang sang nên y Trang bô ta chơ bô ta chơ bô ta thấp hơn là gì? thấp hơn nhầm thì em làm lại đi các người làm lại sao xem nim y chơ bô ta kita ka yo khi ca khơi yo ok em toán rồi. Còn nếu mà lộn lại là em thì so với thầy giáo thì thấp hơn, thầy giáo so với em thì thầy giáo cao hơn, còn mà em biết thầy giáo cao bao nhiêu? Chắc thầy cao hơn em 100%. Em cao em bao nhiêu? 63. Em 63 thế thầy thế cao hơn thầy rồi. Điều thầy giáo cao 1m73. Ok đấy, ví dụ đấy. Bạn Hà làm một ví dụ đi Hà ơi. Vâng ạ. Điện thoại của Hà đắt hơn điện thoại thầy giáo. Chế hữu cho phone chứ. Vâng, hữu cho phone quên từ đã. Điện thoại của ai? Nói chung chung hữu cho phone thì không ai hiểu đâu. Ví dụ như là chế hữu cho phone. Son Trang Nghiêm hữu cho phone vô ta. Được chưa ạ? Đắt là gì hả? em quên mất ạ. Đắt là gì? Xa. Rẻ là xa. Đắt là visa. Visa hiểu. Che hiệu thẻ phone. Sơn xanh nim hiệu thẻ phone. Bô ta bi sai ồ. Ok. Thế là dịch là gì em? Điện thoại của em thì đắt hơn điện thoại của thầy. Điện thoại của em so với điện thoại của thầy thì đắt hơn ạ. Ok. Điện thoại của em so với điện thoại của thầy đắt hơn. Thế bây giờ nha. Cái điện thoại của thầy so với điện thoại của em thì rẻ hơn, nói nhỉ? Rẻ hả? Rẻ sao ta? Rẻ sao ta? Vâng ạ. Sơn sinh nìm hưu thê phôn chơ hưu thê phôn bô ta sai ồ.
Ok. Ngọc nhớ cái này chưa Ngọc ơi? Rồi. Rồi lấy một ví dụ đi Ngọc ơi. Ngọc lấy một ví dụ nào. Vâng vâng. Tìm thêm ví dụ gì ạ? Ví dụ so sánh ấy. So sánh nhau ấy. Nó không, không so sánh được cái gì à? Có ở đây ạ. Mày em. Che Onen Pota Kiun Kiuni No Kiunin No Wa Wayo Che chê hôm qua Onen Pota Ki Uni Na Chayo chê Pota Onen Ki Uni Na Chayo nghĩa là gì em? Không biết nghĩa là gì à Ngọc? Ok, chúng ta sang phần tiếp theo các bạn nhé. Đây là luyện tập đây ạ. Chúng ta cho các từ vựng này vào bên trên bức tranh giúp thầy giáo nhé. Các bạn tập trung vào đây để chúng ta làm được nhanh này. Nào, từ vựng số 1 đây ạ. Hăng trước hoa đài vào bức tranh số mấy ạ? Vào bức tranh số... Hăng trước hoa đài vào bức tranh số mấy ạ? 6. 6. Ok. Hăng trước. Yên bình. Tiếp theo. Phúc chắp hoa đài vào bức tranh số mấy ạ? Phúc chắp. Chắp hoa đài vào số 2. Đây, số 2 nhá. Số 4 là... Em nhầm. Nào. Tiếp theo, Sikrupta. Số 4 ạ. À, số 4. Ờ. Kêu thông y Punpianata. Số 7. Số 7. 7. Rồi. Inbuga Chực Tà. Số 5. 5. Chực Tà. Inbuga Mán Thà. Cái cán đây rồi. Đúng không? Số 1. Số 1. Kêu thông y Pilihara. Số 3. Số 3. Pilihara. Tiếp theo, Chinchanara là số 8 rồi. Rồi, ok. Ok. Chúng ta vào luyện tập số 2 ở phần này ạ. Kurimun Poko, Tehwarun, Bonsonaseo. Chúng ta nhìn bức tranh và chúng ta trả lời. Tập tiếp câu số 1. Tuấn chi cô hàng hơn Inbuka bán này không? Dân số ở quê hương Tuấn có nhiều không? Có đông không? Thì chúng ta trả lời như nào ạ? Nhiều.
Son Bota Inkuga Chogoyo. Son Bota Inkuga Chogoyo. Ok. À, câu số 2 này. Onen Nashika Oteo. Hôm nay thời tiết như thế nào ạ? Oche Bota. Oche Bota. Chắc làm thế này xem có được không thế? Cứ làm đi. Trời ơi, thoải mái đi. Kyo. Kyoni Neryo Kayo. Kyoni Neryo Kayo. Nè, Neryo Kayo. Ok, Neryo Kayo. Đúng rồi. So với hôm qua thì nhiệt độ hôm nay giảm rồi. Ok. Ok nhá. Đây, tiếp theo, một số cái hoạt động ở đây. Chúng ta tìm hiểu về quê hương của mình. Và các bạn cũng đọc giúp tôi cái phần trung bộ về thông tin ở Hàn Quốc ạ. Hàn Quốc thì chúng ta đọc ở đây ạ. Cộng hòa Hàn Quốc, tức là Đại Hàn Dân Quốc, bao gồm là có một thành phố đặc biệt, đó là Seoul. 6 thành phố lớn, đó là người ta gọi là Gwangyeok-si. 6 thành phố lớn, đó bao gồm Busan này, Incheon này, Daegu này, Gwangju, Daejeon này, Ulsan. Đây là 6 thành phố lớn. Người ta gọi là Gwangyeok-si. Thành phố lớn như là đây là thành phố trực thuộc trung ương các bạn nhé. Nó giống như Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Đấy, chúng ta cũng đã biết những chỗ này rồi đấy. Có một số chỗ như là Busan hoặc là Incheon, Daegu các bạn hay nghe nhiều rồi. Nhưng Gwangju, Daejeon hay là Daejeon hoặc là gì ạ? Ulsan nhiều khi các bạn chưa được nghe, một số bạn chưa nghe đến đó là khu vực nào. Và Hàn Quốc có 8 tỉnh, đó là Gyeonggi-do, Gangwon-do, Chungcheong-bok-do, Chungcheong-nam-do, Jeolla-bok-do, Jeolla-nam-do, Gyeongsang-bok-do và Gyeongsang-nam-do. Và có một cái khu tự trị đặc biệt đó là Sejong-si. Đây là cái khu mà triều đình ở đấy ạ. Khu cung điện này, đấy là khu tự trị. Và một cái khu tự trị đặc biệt khác, đó là một cái tỉnh tự trị, đó là Jeju-do. Đấy. Hàn Quốc, đó địa phận là như vậy. Và các bạn nhìn lên trên này, các sản phẩm đặc trưng, rồi các nông hải sản đều có cái vị trí ở trên này. Thì các bạn tìm hiểu trên cái đoạn tôi dịch ra dưới này. Thực tế nó chỉ là Google dịch thôi, nhưng chúng ta hiểu bằng máng là được. Thực tế đây tìm hiểu về Hàn Quốc thôi ạ. Nhá. Các bạn đọc trong sách ấy. Ở hôm nay chúng ta sẽ làm cái phần bài EBS Topic luôn ở đây ạ. Ta còn 5 phút nữa là hết giờ. Thì hôm nay chúng ta vào muộn một chút thì chúng ta học cái khoảng độ 9:10 các bạn nhé. Và chúng ta sẽ làm phần nghe trước đây ạ. Các bạn sẵn sàng làm phần này chưa ạ? Rồi ạ. Okay. 31과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 오늘 날씨는 어때요? 건조해요. 1번 오늘 날씨는 어때요? 건조해요. 2번 투안 씨 고향은 서울하고 비슷해요? 아니요. 서울보다 인구가 적어서 훨씬 조용해요. 투안 씨 고향은 서울하고 비슷해요? 아니요. 서울보다 인구가 적어서 훨씬 조용해요. 3번 서울은 교통이 편리해서 버스나 지하철을 타면
어디든지 갈 수 있습니다. 서울은 교통이 편리해서 버스나 지하철을 타면 어디든지 갈 수 있습니다. 4에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번 오늘 최고 기온은 몇 도예요? 5번 모니카 씨 고향은 복잡해요? 최고 기온은 몇 도예요? 4번 오늘 최고 기온은 몇 도예요? 5번 모니카 씨 고향은 복잡해요? 모니카 씨 고향은 복잡해요? các bạn làm xong thì các bạn cũng làm luôn phần đọc luôn ạ.
Ai làm xong chưa các bạn ơi?
Các em ơi, mình giải đề nhá. Vâng ạ. Ừ. Câu 1 trận thì mấy nhỉ? 2. 2. 1번. 잘 듣기. 1에서 3번. 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번. 오늘 날씨는 어때요? 건조해요. 또 사이 동아. 2번. 투안 씨 고향은 서울하고 비슷해요? 아니요. 서울보다 인구가 적어서 훨씬 조용해요. 3번. 서울은 교통이 편리해서 버스나 지하철을 타면 어디든지 갈 수 있습니다. 4에서 5번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번. 오늘 최고 기온은 몇 도예요? 네. Hôm nay nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu độ ạ? Ý mấy ạ? Ý 2 ạ. Ý 2 đúng rồi. Tiếp theo câu 5. 5번. 모니카 씨 고향은 복잡해요? 아니요. 서울보다 간단해요. 이 뭐야? 오바. Vâng, ok, 이 오바 đúng không ạ? Seoul보다 한적해요. So với Seoul thì yên bình hơn đúng không ạ? À, tiếp theo, phần đọc hiểu ạ. Cái này chọn ý nào đây ạ? Câu 1. Các bạn, câu 1 chọn ý nào ạ? Em chọn số 3. Sai. Số 2 đúng ạ. Số 2 đúng. Dương hà độ âm, tức là không xuống âm bao giờ cho nên là không có tuyết. Không có âm. Em lại cứ nghĩ vậy đó. Nhá. Câu số 2 chọn đi nào ạ? Câu số 2 chọn đi nào các bạn? 4. 4 đúng rồi. 4 á. 4 đúng. Thấp nhất. Nhiệt độ thấp này. 가장 기온이 낮은 때, 그 nhiệt độ thấp nhất. Đó chính là nhiệt độ thấp nhất đây ạ.
nhá. Câu số 3 chọn đi mấy ạ? Pi mà đi hoài không? Nê, nê thì vì mưa nhiều thì độ ấm. Sức tô. À, câu 4, câu 5, đoạn này đọc hơi dài ạ. Có ai đọc hết đoạn này không ạ, các bạn? Có. Ai xa, chuyên nghiệp đấy. Thực tế này nhỉ, những đoạn dài này thì tôi có một cái cách như này các bạn làm sẽ dễ hơn này. Đọc câu hỏi trước ạ. Y khứ đơn bua sưng bua xe tê hăn khứ lìm đi ca. Cái đoạn văn này viết về cái gì? Đoạn văn này là đoạn văn về cái gì? Thì chúng ta đọc này, cô hang ngâm xích, cô hang ngâm xích, cô hang nan si, cô hang hiu ca kêu hích, dô hang kiêng hôm. Để chúng ta phân biệt 4 ngày đã. Món ăn quê hương này, thời tiết quê hương này, kế hoạch kỳ nghỉ này, kinh nghiệm du lịch này. Được chưa? Kiêng hơn một kinh nghiệm. Thế đây, chê cô hang hơn, Philippines, Boracay, Mida. Quê của tôi là Philippines, Boracay. Boracay는 제주도보다 작은 섬인데 평균 기온이 27도 정도 1년 내내 따뜻합니다. Nói về thời tiết quê hương, đúng không? Và câu số 5 này. Boracay에 대한 설명으로 맞지 안 알맞지 않는 것은 고르십시오. Hãy chọn cách không đúng. Nha. Yeah. Đầu tiên không đúng, xem là Jeju-do Boda không đi là lớn hơn Jeju-do. Số 2 là tháng 11 thì nhiệt độ gì ạ? Cái độ ẩm thấp. Câu số 3, tháng 1 cũng có thể là bơi được. Bơi được. Tháng 7 và tháng 8 ấy, thì mưa nhiều. Thì ở đây chúng ta, đây này, Boracay는 Jeju-do Boda 작은 섬인데 chắc ta, chứ không phải khâm ta, thư ta. Thế nên chọn luôn câu số 1. Chẳng cần phải đọc nữa. Ok. Ê, bài này thì chúng ta mỗi người đúng mấy câu ạ? Các bạn? 8 câu ạ. Mấy? 8 ạ. À, 8 ạ? Vâng ạ. Em 8. Em sai câu 5. Sai câu 5 á? Sai câu 5 phần nghe hay phần đọc phải chăng? Đọc ạ. Cái bài dài dài. À, sai câu 5 ở đây á. À, Hà sai câu 5 ở đây á. Vâng ạ. Trang được mấy? Em được 8. Ngọc? 6. 6, hôm trước 5 nay được 6, ngon rồi. Ăn còn 34 lúc đấy mới thời gian nhiều. Ok. Thế mọi người sai chủ yếu là sai câu nào nhỉ? Trang sai câu mấy? Em sai câu 1. Câu 5 bên kia. Câu 1 phần đọc này với câu 5 bên kia. Em sai liền 2 câu 1, 2 phần đọc. 1, 2 này á, thì yếu. Vâng. Ồ. Cái này em, câu 2 em chọn nhiệt độ cao nhất. Đây, từ nhiệt độ thấp nhất, chọn nhiệt độ cao nhất. Các bạn chú ý này, cái xuống độ âm thì nó mới có tuyết. Nhá, đây không có tuyết vì nó không xuống độ âm. Ok, buổi hôm nay chúng ta học đến đây ạ. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ nhé. Đây, qua xem không? Chi xem không? Chúc cô xem. Vâng, anh em, hát quân ít rồi không?